Số 1490, kinh Tịch Điều Âm Sở Vấn. Kinh Như Lai Sở Thuyết Thanh Tịnh Điều Phục Hán Dịch Đời Tống Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hải. Tôi nghe như vậy: một tuổi nọ, Đức Thế Tôn ở tại núi Kỳ Sa Quật thuộc thành Vương Xá, cùng với 800 vị đại tỳ kheo tăng, 12.000 vị đại bồ tát, các thiên tử cõi trời tình cư như các vị trời trong cõi dục và cõi sắc, vân vân. Bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp cho đại chúng vô lượng trăm ngàn người đang cung kính vây quanh. Khi ấy, trong chúng hội có một thiên tử tên là Tịch Điều Âm, nơi theo oai thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, xõa áo vai phải, với phải quỳ sát đất, chắp tay hướng về Phật bạch: Bạch Thế Tôn, Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi hiện nay đang ở đâu? Các đại chúng này vì nghe pháp nên khao khát muốn được gặp vị hiền sĩ ấy. Bấy giờ Thế Tôn bảo Tịch Điều Âm: Về phương đông cách đây hơn vạn quả Phật có thế giới tên là Bảo Trú, Phật hiệu là Bảo Tướng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri. Hiện nay Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi đang thuyết pháp cho các đại bồ tát ứng cơ ở đó. Thiên tử Tịch Điều Âm bạch Phật: Bạch Thế Tôn, xin hiện tướng vi diệu khiến cho vị hiền sĩ kia đến chúng hội này. Vì sao Bạch Thế Tôn? Chỉ trừ Như Lai ra, còn tất cả các thanh văn Phật Bích Chi không có ai có thể thuyết pháp như Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi. Vì sao Bạch Thế Tôn? Vì năng lực thuyết pháp của Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi nên ma không làm gì được, khiến cho các cung ma ẩn mất không hiện, có thể điều phục các ngoại đạo tà kiến. Kẻ tăng thượng mạng được từ bỏ tâm kiêu mạng, người chưa phát tâm bồ đề khiến họ phát tâm bồ đề, người phát tâm rồi được bất thối chuyển, người có thể giáo hóa thì liền giáo hóa, chưa thể giáo hóa thì phương tiện điều phục, làm cho chánh pháp của Phật được tồn tại lâu dài ở đời. Bây giờ Thế Tôn nhận lời thỉnh cầu của thiên tử Tịch Điều Âm. Từ trong tướng long trắng đại trượng phu phóng ra một luồng hào quang. Hào quang thù thắng này chiếu khắp thế giới tam thiên đại thiên, xuyên suốt vạn cõi Phật, rồi chiếu đến khắp thế giới bảo trú. Các đại bồ tát ở cõi ấy thấy hào quang này, bạch với Phật bảo tướng: Tướng của điềm lành là gì mà khiến cho thế giới này tràn đầy ánh sáng? Đức Phật ấy bảo: Này các thị nam, về phương tây cách đây hơn vạn cõi Phật có thế giới tên là Ta Bà, cõi ấy có Như Lai hiệu là Thích Ca Mâu Ni ứng cúng chi biến tri thì đang thuyết pháp, và đó là hào quang từ tướng long trắng của Đức Như Lai ấy phóng ra. Hào quang này xuyên suốt vạn cõi Phật rồi chiếu đến thế giới này. Cái bồ tát ấy bạch Phật: Như Lai Thích Ca Mâu Ni, vì nhân duyên gì mà phóng hào quang này? Đức Phật bảo đại chúng: Các thị nam, Như Lai Thích Ca cùng với lượng trăm ngàn ức chúng bồ tát, thích vạn hộ thế tỳ kheo chân đi, ưu bà tát ưu bà di, vì nghe pháp nên khao khát muốn gặp Văn Thù Sư Lợi để nghe vị ấy thuyết pháp. Vì vậy Đức Phật kia mới phóng hào quang này. Bây giờ Đức Bảo Tướng Như Lai ứng chánh biến tri bảo Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi: Này thị nam tử, ông hãy đến thế giới Ta Bà. Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai và các đại chúng rất muốn gặp ông để nghe ông thuyết pháp. Khi ấy Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật ấy: Kính vâng, bạch Thế Tôn, con đã thấy hào quang. Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi cùng với một vạn bồ tát đảnh lễ Phật nhiễu quanh bên phải ba vòng, rồi giống như trong khoảnh khắc lực sĩ có giữa cánh tay, giải cùng với một vạn bồ tát bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới kia, đến thế giới Ta Bà trụ trên hư không để cúng Phật, nên liền rải loại hoa tinh khiết nhất, mùi thơm của hoa ấy tỏa khắp đại chúng, hoa ngập đến gối. Lúc này đại chúng thấy lạ lùng chưa từng có. Bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thần lực của ai rải hoa thơm kỳ lạ này? Đức Phật bảo đại chúng: Đó là Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi cùng với một vạn bồ tát từ thế giới bảo trú đến Ta Bà để cúng Phật và ở trên hư không rải hoa thơm này. Thiên tử Tịch Điều Âm bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng còn mong muốn được gặp Văn Thù Sư Lợi và chúng đại bồ tát kia. Bạch Thế Tôn, vị trưởng thánh tiện ấy cứu độ người không được ai cứu độ. Họ nói như thế rồi, khi ấy Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi cùng với một vài bồ tát từ trên hư không bỗng nhiên hạ xuống đảnh lễ chân Phật nhiễu quanh bảy vòng xong, Văn Thù Sư Lợi liền ngồi trên tòa sư tử hoa sen, do năng lực của mình biến hóa ra một vạn bồ tát của đảnh lễ chân Phật nhiễu quanh bên phải bảy vòng ở trước Thế Tôn, chắp tay bạch: Bạch Thế Tôn, Đức Bảo Tướng Như Lai ứng chế biến tri kính tâm hỏi Thế Tôn, ít bệnh, ít não, ít lực, khỏe chăng? Khi các bồ tát nói lời ấy rồi, mọi vị đều ngồi trên tòa do năng lực của mình hóa ra. Bây giờ thiên tử Tịch Điều Âm bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hôm nay đại chúng khao khát muốn nghe diệu pháp bi diệu do Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi giảng nói, cuối xin Thế Tôn cho phép con được thưa hỏi.
Đức Phật bảo thiên tử, có điều gì nghi ngờ ông cứ hỏi, ta sẵn sàng nghe. Thiên tử thì được ông cung kính hỏi văn thù sẽ lại. Ở thế giới Như Lai bảo tướng, Đức Phật ấy nói pháp gì mà nhân giả thích ở đó? Văn thù sẽ lại đáp, pháp mà Đức Phật đã nói, không sinh tham dục, nó không đoạn trừ tham dục, không sanh sân hận, nó không đoạn trừ sân hận, không sanh ngu si, nó không đoạn trừ ngu si, không sanh phiền não, nên không đoạn trừ phiền não. Vì sao? Vì phàm là pháp không có sanh thì không có gì. Thiên tử hỏi, thưa thánh giả Văn Thù Sư Lợi, chúng sanh cõi đó không có cái kiến sở như tham dục vân vân sanh mà gì chăng? Văn Thù Sư Lợi đáp, đúng như vậy. Thiên tử hỏi, nếu như vậy thì Đức Phật đó nói pháp để đoạn trừ điều gì? Văn Thù Sư Lợi đáp, pháp vốn không sanh thì làm gì có chấm dứt. Vì sao? Vì chúng sanh ở cõi Phật đó không biết, không đoạn, không tu, không chứng. Chúng sanh ở cõi đó chuộng đệ nhất nghĩa đế, chẳng chuộng phương tiện đế. Thiên tử hỏi, thưa thánh giả Văn Thù Sư Lợi, thế nào là đệ nhất nghĩa đế, thế nào là phương tiện đế? Văn Thù Sư Lợi đáp, này thiên tử, nghĩa ấy chẳng do sanh khởi nên được gọi là gọi tên, chẳng do hoại diệt nên được gọi tên, không có tướng xứ sở, không có tướng phi xứ sở, chẳng phải một tướng một, chẳng phải không có tướng, không có tướng ảnh hưởng, chẳng có tướng có thể, chẳng phải tướng không thể, chẳng thể tận, chẳng phải chẳng thể tận, chẳng phải đọa lạc, chẳng phải chẳng đọa lạc, đó gọi là đệ nhất nghĩa đế. Này thiên tử, nghĩa ấy không có tâm, không có sự liên tục của tâm, chẳng phải dấu vết, chẳng phải không dấu vết, chẳng phải bờ này, chẳng phải bờ kia, chẳng phải giữa dòng, đó gọi là đệ nhất nghĩa đế. Không có chỗ cho tên gọi, không có chỗ cho văn tự, đó là đệ nhất nghĩa đế. Vì sao? Vì Thế Tôn dạy tất cả âm thanh đều là hư vọng. Thiên tử hỏi, thưa thánh giả Văn Thù Sư Lợi, điều mà Thế Tôn nói cũng hư vọng chăng? Văn Thù Sư Lợi đáp, Thế Tôn chẳng nói thật, chẳng nói hư vọng. Vì sao? Vì Thế Tôn trụ ở lời nói lìa nhị biên, lìa tâm ý, đối với pháp hữu vi vô vi chẳng nói chân thật, chẳng nói hư vọng, vì vậy nên không hay. Này thiên tử, theo ý ông thì sao hóa thân của Như Lai nếu có nói thì là chân thật là hay là hư vọng? Thiên tử thưa, cả hai đều không. Vì sao? Vì hóa thân của Như Lai là không có thân, không thành tựu. Văn Thù Sư Lợi nói, đúng vậy thiên tử, Như Lai nói tất cả các pháp đồng với tánh hiện hóa, chả nói thật, chả nói hư vọng, vì vậy nên không hay. Thiên tử thưa, thưa hành, thưa thánh giả Văn Thù Sư Lợi, vì sao Như Lai nói đệ nhất nghĩa đế? Văn Thù Sư Lợi đáp, này thiên tử, đệ nhất nghĩa đế không thể dự nói. Vì sao? Vì không thể dự nói. Vì sao? Vì chẳng thể thí dụ, chẳng thể dự nói, chẳng thể gọi tên, đó gọi là đệ nhất nghĩa đế. Khi nói đệ nhất nghĩa đế này, 500 tỳ kheo sa lìa trần cấu, ở trong các pháp được phát nhãn thanh tịnh, 200 thiên tử đạt pháp nhãn vô sanh. Thiên tử tịch được âm lại hỏi Văn Thù Sư Lợi, đệ nhất nghĩa rất khó có thể hiểu cùng tận lúc đó phải không? Văn Thù Sư Lợi nói, đúng vậy thiên tử, đối với đệ nhất nghĩa đế, người không chánh tinh tấn thì rất khó có thể hiểu cùng tận lúc đáo. Thiên tử hỏi, Bồ Tát chánh tinh tấn như thế nào? Văn Thù Sư Lợi đáp, nếu Bồ Tát chẳng vì biết, chẳng vì đoạn, chẳng vì tu, chẳng vì chứng mà tinh tấn thì gọi là chánh tinh tấn. Vì sao? Vì nếu cho là điều này nên biết, điều này nên đoạn, điều này nên tu, điều này nên chứng thì đó là còn có tướng, đó là chấp thủ, đó là hỷ luận, đó là có tạo tác. Nếu thực hành như thế thì không gọi là chánh tinh tấn. Thưa thiên tử thưa, nếu như thế thì tại sao là nói là chánh tinh tấn? Văn Thù Sư Lợi đáp, như bình đẳng, pháp giới bình đẳng tức cùng giới vô gián bình đẳng, như bình đẳng, pháp giới bình đẳng tức cùng với sự kiến giải bình đẳng, pháp phàm phu bình đẳng, pháp học, pháp vô học, pháp thành văn, pháp chuyên giác, pháp Bồ Tát, pháp Phật bình đẳng, tức là các hành bình đẳng, niết bàn bình đẳng, câu ấy bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng, người tinh tấn bình đẳng, như thế gọi là chánh tinh tấn. Thiên tử thưa, thưa thánh giả Văn Thù Sư Lợi, pháp như nào cùng với câu ấy và thanh tịnh bình đẳng? Văn Thù Sư Lợi đáp, như của không, vô tướng vô nguyện. Vì sao? Vì niết bàn không. Này thiên tử, như khoảng không trong đồ đựng bằng đất, khoảng không trong đồ đựng quý báu, đều không hai không khác. Cũng vậy này thiên tử, cái không của câu ế, cái không của thanh tịnh đều cùng một không, không hai không khác. Thiên tử thưa, thưa thánh giả Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát đối với các thánh đế nên tinh tấn chăng?
Dân thù sẽ lại đáp: Này thiên tử, nếu Bồ Tát đối với các thánh đế không tinh tấn thì làm thế nào có thể nói pháp cho thanh văn? Vì sao? Vì Bồ Tát tu thánh đế chắc chắn có việc làm, thanh văn tu thánh đế thì không có việc làm. Bồ Tát tu thánh đế có phương tiện khéo léo, thanh văn tu thánh đế không có phương tiện khéo léo. Bồ Tát tu thánh đế có đối tượng quan sát, thanh văn tu thánh đế không có đối tượng quan sát. Bồ Tát tu thánh đế vì tất cả chúng sinh mà không chứng thực tế. Bồ Tát tu thánh đế có phương tiện kiên cố nhưng không bỏ cửa sinh tử cho niết bàn. Bồ Tát tu thánh đế vì tất cả Phật pháp. Này thiên tử, giống như có người bỏ thương trụ lớn một mình vượt qua đồng vắng, rất sợ hãi, cố gắng mới có thể vượt qua được. Này thiên tử, thanh văn cũng vậy, sợ hãi sinh tử, rất khiếp sợ đối với cảnh giới này, không có tâm muốn trở lại, cũng không có tâm về chúng sanh mà chỉ quan sát muốn rời xa sinh tử. Đối với Phật pháp không có phương tiện, chỉ một mình tu các thánh đế. Này thiên tử, như thương chủ kia có nhiều của cải, tài sản quý báu, vượt qua được cánh đồng hoang vắng, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Cũng vậy này thiên tử, Bồ Tát như đại trượng đại thương chủ, đầy đủ đại từ đại bi, thành tựu pháp lợi, đầy đủ tịch diệt, khéo léo sử dụng phương tiện của cải, đi thuyền sáu độ, cầm cung tên bốn nhiếp, thành tựu phương tiện thì các Phật pháp mà tu hành các đế. Này thiên tử, giống như da chó dùng hoa tu mạng, chim bạc bà sư ca mà xông, tuy biến thành hương thơm nhưng tất cả trời người không ai ưa thích. Thành văn tu đế cũng giống như vậy, thể nguyện không đầy đủ nửa chừng nhập niết bàn, chẳng thể thỏa tỏa ra nhiều hương thơm đa văn, định tuệ giải thoát chi kiến, cũng chẳng thể đoạn trừ sự trói buộc của phiền não, chẳng được trời người ưa thích. Này thiên tử, giống như y ca thi ca cõi trời, dùng nhiều cây kiệt lô a kiệt lô, chiên đàn bà sư ca vân vân, trong nghìn loại hương tinh khiết để xong, tất cả trời người đều ưa thích. Bồ Tát cũng giống như thế, ở trong trăm ngàn ức triệu ở tăng kỳ kiếp, dùng pháp tu đế để từ sân ước nửa chừng chẳng nhập niết bàn, các nguyện đầy đủ có khả năng tỏa ra các loại hương thơm công đức như đa văn, định tuệ, giải thoát tri kiến, rồi được tập khí phiền não kiết sử, tất cả người trời Atula vân vân đều ưa thích. Thiên tử Tịch Điều Âm lại nói với pháp phương Tự Văn Thù Sư Lợi: Tôi thánh dễ dàng thường xuyên loại đức hạnh của các thành văn ở thế giới Như Lai bảo tướng như thế nào mà đấng năng nhân và thánh giả đều ưa thích họ? Nhân thù sư lợi đáp: Chúng ta đang ở đó chẳng phải tin vững chắc, chẳng phải không tin theo người, chẳng phải pháp kiên cố, chẳng phải pháp giới sai khác, chẳng phải tám hạng người vượt qua tám tệ kiến, chẳng phải tu đà hoàng mà lìa tất cả sự sợ hãi của đường ác, chẳng phải tu đà hàm mà bị hóa độ chúng sanh nên thì có đến đi, chẳng phải a na hàm mà đi đến tất cả các pháp trong quá khứ, chẳng phải A-la-hán mà xứng đáng thừa nhận lợi dưỡng của tâm thiên đại thanh thiên thế giới, chẳng phải thanh văn mà có thể hiểu rõ điều chư Phật nói, chẳng lìa dục nhiễm nhưng chẳng bị lửa dục tiêu đốt, đối với sự chấp thủ không còn các mong cầu, chẳng lìa sân hận mà không bị sân hận làm não hại, đối với tất cả chúng sanh chẳng khởi lên sân hận chướng ngại, chẳng lìa ngu si mà không bị ngu si che lấp, đối với tất cả các pháp không còn các tối tâm, chẳng từ bỏ phiền não mà sẽ năng vì chúng sanh đoạn trừ các phiền não, cho nên bậc quyết định nhưng không thọ sanh, hóa độ chúng sanh nhưng không có tướng ngã, không có sự thọ nhận mà cuối cùng vẫn báo ân, không tư không niệm mà vẫn tu các niệm xứ, không sanh không diệt mà vẫn tu các chánh cần, lìa thân tâm mà vẫn khởi các thần túc, để làm cho tất cả chúng sanh đầy đủ thần thông nên các nên tu các thông, vì làm tăng trưởng căn lành của tất cả chúng sanh nên tu các căn, vì diệt trừ tất cả phiền não nên tu các lực, vì hiểu rõ trí bình đẳng nên tu các giác, vì vượt qua tất cả đường tà nên tu các đạo, vì đắc đạo nên chứng vô di, vì thể nhập thực tế nên tu các đạo, vì nhập pháp giới nên khởi tri kiến, vì diệt tận vô minh nên khởi vô minh, vì lìa nhị biên nên tu giải thoát. Có thể dùng nhục nhãn thấy hết thảy chư Phật thế giới, chư Phật và thế giới chúng sanh, dù khi nhãn thấy sự sanh tử của tất cả chúng sanh, dùng tuệ nhãn biết rõ tâm hành của tất cả chúng sanh, dùng pháp nhãn thấy các pháp bình đẳng, quán tất cả chúng sanh ba đời đều bình đẳng, dùng Phật nhãn chiếu sáng Phật pháp, dùng thiên nhĩ hiểu tất cả những lời Phật dạy, dùng nhất tâm biết tâm hành tất cả chúng sanh, dùng trí ước niệm nhớ nghĩ tận cùng về các kiếp quá khứ, dùng thần túc vượt qua cõi Phật vô biên, các lậu đã diệt hết, đối với tâm vô sanh đạt được giải thoát. Tôi có thể thấy mà không thành tựu sắc thân, tuy có văn tự mà không dám nói, tâm không nghĩ bàn,
ngôn từ vô ngại, dung mạo trang nghiêm, người rất ưa nhìn, đủ các tướng tốt, công đức trang nghiêm, oai đức khó ai sánh bằng, danh tiếng vang lừng, thể tánh hoàng đáng khen ngợi. Họ đánh diễm pháp, các tục không bị phiền não làm tán loạn, không bị lời ác làm ô nhiễm, thần thông tự tại đa văn biện tài, trí kiến sắc bén diệt trừ tâm tối, trí tuệ sáng ngời, thuyết pháp không ngại, thâm nhập các pháp tổng trì, từ chư Phật hộ niệm, chẳng phải là trí kiến của thanh văn. Phật ích chi, niệm như biển cả, định như núi Tu Di, nhẫn nhục như đất, toàn tục biến hiện như đế thích, tâm được tự tại như phạm vương, không gì sánh bằng. Nghe với hư không, ở đâu cũng có, nhập vào tất cả mọi nơi. Này thiên tự đức của các thành văn ở thế giới của Như Lai bảo tướng đó đều như vậy. Các vị ấy là thành tựu vô lượng công đức. Khi nói pháp này, 500 tỳ kheo, 500 tỳ kheo ni, 500 ứng bà tắc, 500 ứng bà di, 100.000 tiên tử vân vân. Những người chưa lên bậc quyết định đều nói, chúng con muốn làm các thành văn của Đức Như Lai bảo tướng. Vân Thù Sư Lợi nói, các thiện nam chẳng thể dùng tâm thanh văn mà được đến sanh độ ấy. Vì vậy các vị cần phải phát tâm vô thượng chánh đại chánh giác mới có thể được sanh. Khi các đại chúng gì muốn sanh vào cõi đó nên đều phát tâm vô thượng chánh đại chánh giác, người sanh vào cõi đó. Thế Tôn liền nói, các vị sẽ được vãng sanh. Thiên tử Từ Đức Âm lại nói với Pháp Vương tử Văn Thù Sư Lợi, thưa thánh giả Văn Thù Sư Lợi, ở cõi kia dùng pháp gì để điều phục thanh văn, điều phục Bồ Tát? Văn Thù Sư Lợi đáp, này thiên tử, tánh lấy ba thừa để điều phục thanh văn, lấy sự giáo hóa vô lượng sanh tử, an ủi tất cả chúng sanh nên thọ thân để điều phục Bồ Tát, lấy việc chia tài sản công đức để điều phục thanh văn, lấy việc không nhàm chán chứa nhóm các tài sản công đức lợi ích chúng sanh để điều phục Bồ Tát, lấy việc không nguyện đoạn trừ tất cả các phiền não của chúng sanh để điều phục thanh văn, lấy việc ưa thích đoạn trừ tất cả phiền não của chúng sanh để điều phục Bồ Tát, lấy việc sợ bỏ tất cả chúng sanh, không thành tựu tất cả Phật pháp cho chúng sanh để được phục thanh văn, lấy tâm đại bi nghĩ đến tất cả chúng sanh, thành tựu pháp của chư Phật cho chúng sanh để được phục Bồ Tát, lấy việc thực hành một phần ít để được phục thanh văn, lấy việc thực hành khắp tất cả thế gian để được phục Bồ Tát, lấy việc sợ bỏ các ma để được phục thanh văn, lấy việc làm khiếp sợ tất cả các ma trong thế gian, thành tựu ngoại phục đạo để điều phục Bồ Tát, lấy việc thành tựu tâm mình để điều phục thanh văn, lấy việc thành tựu tâm Bồ Đề vô thượng để điều phục Bồ Tát, lấy việc tự soi chiếu để điều phục thanh văn, lấy việc soi chiếu thân chúng sanh và Phật pháp trong tất cả các thế giới để điều phục Bồ Tát, lấy phương tiện theo thứ lớp để điều phục thanh văn, lấy phương tiện tâm trong một sắc na để phục Bồ Tát, lấy việc làm gián đoạn giới tâm bảo để điều phục thanh văn, lấy việc nuôi lớn hạt giống tâm bảo để điều phục Bồ Tát, lấy việc hàng gắn đồ đựng bằng đất đá bị vỡ để điều phục thanh văn, lấy việc sửa lại đồ đựng bằng vàng bạc để điều phục Bồ Tát, lấy việc chẳng thành tựu 10 lực 4 vô ý 18 pháp bất cộng để điều phục thanh văn, lấy việc thành tựu 10 lực 4 vô ý 18 pháp bất cộng để điều phục Bồ Tát, lấy việc chẳng thành tựu phương tiện 6 ba la mật 4 nhiếp pháp để điều phục thanh văn, lấy việc thành tựu phương tiện 6 ba la mật 4 nhiếp để điều phục Bồ Tát, lấy việc ở một mình nơi rừng núi sống diện lên để điều phục thanh văn, lấy việc thích giường cảnh nhà ao phương pháp lạc để phục Bồ Tát. Lấy việc đoạn trừ tập khí phiền não để phục thanh văn. Lấy việc chẳng đoạn trừ tập khí phiền não để phục Bồ Tát. Lấy việc có suy lượng, có nghĩ bàn, có cấp bậc, có số lượng để phục thanh văn. Lấy việc không suy lượng, chẳng nghĩ bàn, không cấp bậc, không số lượng để phục Bồ Tát. Bây giờ Thế Tôn khen ngợi Pháp Vương tự Văn Thù Sư Lợi. Hay thay, hay thay. Ông khéo nói việc điều phục Bồ Tát này. Nay các ông hãy lắng nghe. Ta nói ví dụ để làm sáng tỏ nghĩa này. Bây giờ, này Văn Thù Sư Lợi, bấy nhiêu có một người trọn lời khen ngợi nước trong dấu chân bò, là có một người khen ngợi nước trong biển cả. Này Văn Thù Sư Lợi, thấy ông thì sao? Nước trong hai nơi ấy có thể so sánh nhau chăng? Văn Thù Sư Lợi bạch Phật, bạch Thế Tôn, nước trong dấu chân bò rất ít, sự khen ngợi về nó cũng ít. Nước trong biển kẻ thì vô lượng, sự khen ngợi cũng vô lượng. Đức Phật dạy. Đúng vậy, này Văn Thù Sư Lợi, giống như nước trong dấu chân bò ít, sự khen ngợi cũng ít. Địa phục thanh văn cũng vậy, giống như nước trong biển kẻ đầy vô lượng, sự khen ngợi cũng vô lượng. Địa phục Bồ Tát cũng vậy,
khi nói pháp này một vạn hai ngàn tương tự phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi nói: Bạch Thế Tôn, chúng con cũng muốn học pháp địa vực Bồ Tát để điều phục dư luận chúng sanh. Thiên tử Thích Đức Âm lại nói với pháp vương tử Văn Thù Xá Lợi: Tôn thánh giả Văn Thù Xá Lợi, nhân giả học pháp để điều phục nào? Học pháp để điều phục thân văn, điều phục duyên giác hay điều phục Bồ Tát? Văn Thù Xá Lợi đáp: Này thiên tử, thế ông thì sao? Có biển cả nào mà không nhận cái dòng sông chăng? Thiên tử thưa: Không. Văn Thù Xá Lợi nói: Này thiên tử, cũng phải điều phục Bồ Tát giống như biển cả. Đối với các pháp điều phục, siêng năng tạo phương tiện để tu tập pháp điều phục thân văn, điều phục duyên giác, điều phục Bồ Tát. Thiên tử nói: Thưa thánh giả Văn Thù Xá Lợi, từ điều phục có nghĩa là gì? Văn Thù Xá Lợi đáp: Nếu biết phiền não và đoạn trừ phiền não thì gọi là điều phục. Thiên tử hỏi: Thưa thánh giả Văn Thù Xá Lợi, thế nào là điều phục phiền não, thế nào là biết phiền não? Văn Thù Xá Lợi đáp: Nếu vọng tưởng phân biệt nhớ nghĩ, chỉ tư duy thuận theo điều thiện, chấp có người có ta để đoạn trừ sự câu hành với kiến chấp, triền phược điên đảo vô minh, vân vân, thì như vậy là phiền não trói buộc. Nếu không nhận tưởng, không phân biệt, không nhớ nghĩ, không tư duy thuận theo điều thiện, không chấp có người ta câu hành với kiến chấp, triền phược điên đảo ly vô minh, thì gọi là diệt trừ phiền não, không nhớ nghĩ, gì được phục rốt ráo. Này thiên tử, như vậy gọi là điều phục rốt ráo. Bồ Tát nếu được biết điềm trí, biết phiền não nhỏ nhiều như thế là hư dối, không bền chắc, rỗng không, không chủ, không ngã, không có sự lệ thuộc, không tìm đâu đến, không đi về đâu, không nơi chốn, không phương hướng, chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, chẳng phải hai bên, chẳng phải ở giữa, chẳng phải vật chứa nhóm, không sắc, không hình, không tướng, không màu, không xứ sở. Như vậy gọi là diệt trừ phiền não rốt ráo. Này thiên tử, giống như có người có khả năng biết được sự phát sinh của loài rắn độc thì có thể diệt được độc, nọc độc. Này thiên tử, cũng vậy, nếu biết sự phát sinh của chủng thánh phiền não thì có thể diệt trừ phiền não. Thiên tử hỏi: Thưa thánh giả Văn Thù Xá Lợi, thế nào là sự phát sinh chủng thánh phiền não? Văn Thù Xá Lợi đáp: Này thiên tử, từ vọng tưởng sinh ra phiền não, nếu không có vọng tưởng thì không có phiền não, mà không có phiền não thì không có sự tu tập, mà không có sự tu tập thì không có chỗ trú chấp, mà không có chỗ trú chấp thì không có não hại, mà không có não hại thì điều phục rốt ráo. Thiên tử hỏi: Thưa thánh giả Văn Thù Xá Lợi, do có phiền não nên điều phục hay là vì không có phiền não nên điều phục? Văn Thù Xá Lợi đáp: Này thiên tử, giống như người có người nằm mộng bị trúng nọc độc của rắn độc, người này bị khổ sở bất ngạt ngay ở trong mộng, muốn hút khỉ độc, nhớ uống thuốc nên khí độc tiêu trừ. Này thiên tử, theo ý ông thì sao? Người này có thật sự bị trúng độc rắn độc hay không? Thiên tử đáp: Không. Văn Thù Xá Lợi hỏi: Độc ấy thật sự có thể trừ được chăng? Thiên tử đáp: Thưa thánh giả Văn Thù Xá Lợi, nếu thật sự không bị trúng độc thì sự trừ độc cũng như vậy. Văn Thù Xá Lợi nói: Này thiên tử, tất cả các thiền thánh điều phục cũng như thế. Này thiên tử, ông nghĩ thế này: vì có phiền não nên điều phục hay vì không có nên điều phục, phải không? Này thiên tử, như ngã và vô ngã, có phiền não hay không có phiền não cũng thế, như ngã và vô ngã đều không, có phiền não không có phiền não cũng vậy. Vì ngã tức là vô ngã nên có phiền não tức là không có phiền não, nơi này chúng khác không có phiền não nào có thể điều phục. Vì sao? Vì tất cả các pháp vắng lặng nên chẳng thể ưa thích. Vì tất cả các pháp vắng lặng nên chẳng thể nắm bắt. Tất cả các pháp rốt ráo vắng lặng do chẳng thể sanh khởi. Vì tất cả các pháp vô tận nên chẳng sanh khởi. Vì tất cả các pháp không sanh khởi nên không thành tựu. Vì tất cả các pháp không thành tựu, không có người tạo tác. Vì tất cả các pháp do vô ngã tạo ra, vì vô ngã nên tất cả các pháp vô ngã. Vì tất cả các pháp vô ngã nên không có chủ tể. Vì tất cả các pháp không chủ tể nên bình đẳng hư không. Vì tất cả các pháp không đến nên không có chỗ nương tựa. Vì tất cả các pháp không đi nên không chỗ trú ngụ. Vì tất cả các pháp vô trú nên không có chỗ an lập. Vì tất cả các pháp không an lập nên vừa sanh liền diệt. Vì tất cả các pháp vô vi nên vô lậu. Vì tất cả các pháp không thọ nhận nên rốt ráo điều phục. Thiên tử từ điều âm lại hỏi pháp phương tử Văn Thù Xá Lợi:
Các pháp đều vậy là hơn hết. Giang Thừa Sư Lợi đáp: Rồi các tập khí sanh tử không thuận theo điều thiện là hơn hết. Đã đến cảnh giới Niết Bàn, tu theo điều thiện là hơn hết. Ở trong chướng ngại, không tinh tấn là hơn hết. Ở trong chánh giác, tinh tấn là hơn hết. Ở trong các truyền cái, đứng ngay là hơn hết. Trong các loại tướng, đại được pháp quán về giải thoát là hơn hết. Trong các phiền não vọng tưởng là hơn hết. Trong không phiền não, không vọng tưởng là hơn hết. Ở trong các giác, nhiều việc là hơn hết. Ở trong tâm diệt, thiền định là hơn hết. Ở trong các tri kiến, tăng thượng mạng là hơn hết. Ở trong pháp không, không có tăng thượng mạng là trên hết. Trong các pháp bất thiện, ác tri thức là trên hết. Trong các pháp thiện, tri thức là trên hết. Trong tất cả các pháp cổ, phải kiến là hơn hết. Trong tất cả các pháp lạc, chánh kiến là hơn hết. Trong sự bằng cùng, sang tham là hơn hết. Trong sự giàu sang một thứ là hơn hết. Trong cõi lạc, ở trong cõi ác có giới là hơn hết. Ở trong cõi tốt đẹp, trì giới là hơn hết. Ở trong các tâm câu ế, sân hận là hơn hết. Trong các tâm thanh tịnh, nhẫn nhục là hơn hết. Trong các pháp thối lui đối với điều thiện, lười biếng là hơn hết. Trong pháp tu thiện, tinh tấn là trên hết. Trong sự tán loạn, các giác là hơn hết. Trong nhất tâm, thiền định là hơn hết. Trong không có trí tuệ, ngu si là hơn hết. Trong 37, pháp trợ đạo, bát nhã là hơn hết. Trong tâm từ của Ngài là hơn hết. Trong tâm bi, chuyên niệm, không vô định là hơn hết. Trong tâm hỷ, ưa thích pháp lạc là trên hết. Trong tâm xả, không còn tương ghét là hơn hết. Trong niệm xứ, chẳng quên thiện căn đời trước là hơn hết. Trong chánh cần phương tiện là hơn hết. Trong như ý túc, thân tâm nhẹ nhàng là hơn hết. Trong các căn lấy tính làm đầu là hơn hết. Trong các lực điều phục phiền não là hơn hết. Trong các giác ngộ bình đẳng là hơn hết. Trong tam thánh đạo vượt tất cả các đường tà là hơn hết. Trong Phật pháp tâm bồ đề là hơn hết. Trong bốn nhiếp pháp tài pháp là hơn hết. Trong việc giáo hóa chúng sanh thuyết pháp là hơn hết. Trong phương tiện sử dụng trí về xứ phi xứ là hơn hết. Trong bát nhã ba la mật biết tâm hành tương tục đến bờ bên kia của tất cả chúng sinh là hơn hết. Trong sáu ba la mật đại thừa là hơn hết. Trong sự cần cầu pháp không tuệ minh là hơn hết. Trong pháp nhẫn xuất ly không do người khác là hơn hết. Thiên tử Từ Đà Âm lại thưa với pháp vương tự ban thừa sẽ lại: Tôi tánh nhẹ Văn Thù Sư Lợi, pháp giới lấy gì là hơn hết? Văn Thù Sư Lợi đáp: Này thiên tử, pháp giới lấy bình đẳng là hơn hết. Thiên tử hỏi: Tôi tánh nhẹ Văn Thù Sư Lợi, pháp giới lấy gì làm trong giới? Văn Thù Sư Lợi đáp: Pháp giới lấy cõi của tất cả chúng sanh làm trong giới. Thiên tử hỏi: Thưa thánh giả Văn Thù Sư Lợi, pháp giới có sai biệt chăng? Văn Thù Sư Lợi đáp: Này thiên tử, theo ý ông thì sao? Cảnh giới hư không có sai biệt chăng? Thiên tử đáp: Không. Văn Thù Sư Lợi nói: Này thiên tử, như cõi hư không không có sai biệt, pháp giới cũng vậy không có sai biệt. Thiên tử hỏi: Thưa thánh giả Văn Thù Sư Lợi, pháp giới nếu như vậy thì nhân giả làm thế nào để biết pháp giới? Văn Thù Sư Lợi đáp: Pháp giới tức không có pháp giới, pháp giới không biết pháp giới. Thiên tử hỏi: Thưa thánh giả Văn Thù Sư Lợi, nếu như vậy thì nhân giả biết pháp gì mà giải thích như thế? Văn Thù Sư Lợi đáp: Này thiên tử, thấy ông thì sao? Nếu kêu lên tiếng giang, biết pháp gì mà có tiếng vội lại? Thì tự đáp: Tiếng giang không biết pháp gì, chỉ do nhân duyên hòa hợp nên có tiếng phát ra. Văn Thù Sư Lợi nói: Đúng vậy, này thiên tử, vì duyên chúng sanh làm cảnh giới nên các bồ tát có sự giải nói thích hợp. Thiên tử hỏi: Nhân giả trụ ở đâu mà nói pháp? Văn Thù Sư Lợi đáp: Này thiên tử, nơi như nơi chốn thuyết pháp của hóa nhân, của hóa thân Như Lai, chỗ thuyết pháp của ta cũng giống như thế. Thiên tử nói: Thưa thánh giả Văn Thù Sư Lợi, hóa thân Như Lai không có chỗ trụ mà vẫn có sự thuyết pháp. Văn Thù Sư Lợi nói: Ta cũng vậy, không có chỗ trụ mà vẫn có sự thuyết pháp. Thiên tử hỏi: Thưa thánh giả Văn Thù Sư Lợi, nếu tất cả các nơi chốn xứ đều không có chỗ trụ thì nhân giả sẽ ở đâu mà đắc chánh đại chánh giác vô thượng? Văn Thù Sư Lợi đáp: Tôi sẽ trụ vô gián để đắc chánh đẳng chánh giác vô thượng. Thiên tử hỏi: Vô gián ấy trụ ở chỗ nào? Văn Thù Sư Lợi đáp: Này thiên tử, vô gián thì không có nền tảng, không có chỗ trụ. Thiên tử hỏi: Thưa thánh giả Văn Thù Sư Lợi, người tạo thành nghiệp vô gián, Như Lai chẳng phải là nói là bị đọa địa ngục vô gián sao? Văn Thù Sư Lợi đáp: Này thiên tử, người có nghiệp vô gián, Như Lai nói sẽ bị đọa địa ngục vô gián. Đúng vậy thiên tử, Bồ Tát trụ ở năm vô gián, vô đắc chánh đẳng chánh giác vô thượng. Nếu như là năm, nếu khi Bồ Tát chuyên niệm pháp tâm cầu chánh đẳng chánh giác vô thượng, mà nếu chừng con đưa tạo phải bị thanh công được pháp tịch chi. Lại nữa, khi sẽ bỏ tất cả các tâm chấp thủ
Nếu trường không tương ưng với tâm bọn sen có quá lại nguyện, ta cần phải có độ tất cả chúng sinh. Nếu trường không khởi tâm thấp kém, lại biết tất cả các pháp vô sanh rồi, ta sẽ vào pháp ấy, vào pháp ấy và đắc 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 nhẫn. Nếu trường không tương ưng với các kiến chấp, là nữa đều cần biết, cần thấy, cần chứng, cần hiểu đức đúng đắn. Tất cả như thế đều dùng nhất tâm trong một sát na, siêu năng tu tuệ phương tiện, hiểu biết đúng đắn, thấu đạt, thấu đáo, đạt đến nhất thiết trí. Để chưa không bao giờ bỏ phế, từ này thiên tử đó gọi là năm vô gián. Bồ Tát trụ ở vô gián này thì mau đắc chánh đại chánh giác vô thượng. Thiên tử hỏi: Thưa Thánh Diện Nhân Thù Sư Lợi, có kẻ phàm phu ngu si nào bị tội vô gián thì bị đọa địa ngục vô gián, còn Bồ Tát ở ngay vô gián ấy mà có thể chứng chánh đại chánh giác vô thượng chân? Nhân Thù Sư Lợi đáp: Có. Thiên tử hỏi: Dùng phương tiện gì? Nhân Thù Sư Lợi đáp: Này thiên tử, tất cả các pháp dùng các không để nhập vào không, nên là không vô tướng, vô nguyện, vô sanh, vô khởi, vô tác, vô di, theo duyên mà khởi nên gọi là bồ đề. Thiên tử hỏi: Thưa Thánh Diệu Chân Thù Sư Lợi, pháp này không thể thấy thì ai sẽ tin? Bằng Thù Sư Lợi đáp: Nếu người mà không tin theo Như Lai thì làm sao tin Thanh Văn? Thiên tử hỏi: Nếu như vậy thì ai sẽ được giải thoát? Dân thù sẽ lại đáp: Hoặc là người không thực hành theo ngã, hoặc người không bị tất cả phiền não, hoặc người thọ trì kinh điển như thế, hoặc người dùng đại bi trao pháp cho tất cả chúng sanh. Hỏi: Họ có tướng mạo gì? Đáp: Họ sẽ có tướng mạo ấm giới nhập. Hỏi: Họ sẽ có hạnh gì? Đáp: Họ sẽ có hạnh không như tướng vô nguyện. Hỏi: Họ sẽ đạt đến chỗ nào? Đáp: Họ sẽ đạt đến những thiết trí, sẽ thông đạt tâm hành của tất cả chúng sanh. Hỏi: Thế Thánh Diệu Nhân Thù Sư Lợi, Bồ Tát thối chuyển thế thì thế nào? Đáp: Này thiên tử, nếu Bồ Tát thối chuyển mà đắc quả vị vô thượng bồ đề thì đó là điều không thể có. Họ thối chuyển cái gì? Đáp: Tất cả các phiền não và quả vị thanh văn bậc bích chi. Họ thế nào là không thối chuyển? Đáp: Nếu cùng bình đẳng như nhau. Hỏi: Thưa Thánh Diệu Nhân Thù Sư Lợi, bình đẳng nghĩa là gì? Đáp: Đó là lời nói không sai khác. Hỏi: Thưa Thánh Diệu Nhân Thù Sư Lợi, nếu như vậy thì làm thế nào biết tất cả các pháp sai biệt? Đáp: Này thiên tử, người không biết bình đẳng thì ở trong bình đẳng sinh khởi sai biệt. Vì thực hành theo sai biệt nên đi đến sai biệt. Nếu người biết bình đẳng thì chẳng thực hành theo sai biệt, và chẳng thực hành theo sai biệt nên đạt đến bình đẳng, người này đạt đến chỗ không sai biệt. Thì tự hỏi: Thưa Thánh Diệu Nhân Thù Sư Lợi, có Bồ Tát nào vừa có phiền não, vừa có bồ đề chăng? Đáp: Có. Hỏi: Dù phương tiện gì? Đáp: Nhân Thù Sư Lợi đáp: Nếu Bồ Tát không phiền não như Thanh Văn thì không thọ sanh. Này thiên tử, Bồ Tát vừa đoạn trừ phiền não cho tất cả chúng sanh, nương khởi đại bi phát tâm bồ đề, gọi là có bồ đề. Thưa Thánh Giả Nhân Thù Sư Lợi, có Bồ Tát nào vừa có bổn xiển, vừa có bồ đề chăng? Đáp: Có. Thưa tự hỏi: Dùng phương tiện gì? Vân Thù Sư Lợi đáp: Nếu Bồ Tát chẳng bỏ tâm bồ đề mà hóa độ chúng sinh thì thọ trì tất cả các pháp, thì Bồ Tát ấy có bổn xiển mà vẫn thành tựu trí thức thứ ba la mật. Thưa tự hỏi: Tôi Thánh Diệu Nhân Thù Sư Lợi, có Bồ Tát nào bỏ giới mà thành tựu với ba la mật chăng? Đáp: Có. Thưa tự hỏi: Dùng phương tiện gì? Nhân Thù Sư Lợi đáp: Nếu Bồ Tát giữa độ chúng sanh nên làm chúng sanh thì đó là Bồ Tát không có giới và thành tựu với ba la mật. Thiên tự hỏi: Thưa Thánh Giả Nhân Thù Sư Lợi, có Bồ Tát nào bỏ nhẫn và thành tựu nhẫn ba la mật chăng? Đáp: Có. Thiên tự hỏi: Dù phương tiện gì? Vân Thù Sư Lợi đáp: Nếu Bồ Tát bỏ nhẫn của tất cả các ngoại đạo mà tu nhẫn theo Phật pháp thì Bồ Tát ác bỏ nhẫn mà vẫn thành tựu nhẫn ba la mật. Thiên tự hỏi: Thưa Thánh Diệu Nhân Thù Sư Lợi, có Bồ Tát nào bỏ tinh tấn mà thành tựu nhẫn ba la mật chăng? Đáp: Có. Thiên tự hỏi: Dùng phương tiện gì? Vân Thù Sư Lợi đáp: Nếu Bồ Tát bỏ tinh tấn của thanh văn Phật Đức Chi mà đến gọi vị vô thượng bồ đề thì đó là Bồ Tát bỏ tinh tấn mà thành tựu tinh tấn ba la mật. Thiên tự hỏi: Thưa Thánh Diệu Nhân Thù Sư Lợi, có Bồ Tát nào vọng niệm mà thành tựu thiền ba la mật chăng? Đáp: Có. Thiên tự hỏi: Dù phương tiện gì? Văn Thù Sư Lợi đáp: Thậm chí trong mộng Bồ Tát cũng không khởi niệm tưởng về quả vị thanh văn Phật Bích Chi, nhất định sẽ không bỏ tâm bồ đề vô thượng.
thì Bồ Tát ấy vọng niệm mà thành tựu thiền Ba La Mật. Khi tự hỏi thì Thánh Nhị Chân Tu sẽ lời Bồ Tát có Bồ Tát nào không có trí tuệ mà thành tựu Bát Nhã Ba La Mật chăng? Đáp có. Thiên tự hỏi dùng phương tiện gì? Chân Tu sẽ lời đáp, nếu Bồ Tát đối với tất cả các phương cách độc ác của thế gian là các chú thuật ác, trong đó không có trí tuệ là chỉ là việc thành tựu những cái trí, thì Bồ Tát ấy không có trí tuệ là thành tựu Bát Nhã Ba La Mật. Bây giờ Thế Tôn khen Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi: hay thay hay thay Văn Thù Sư Lợi, ông đại khéo nói về những điều nên làm và không nên làm của Đạo Bồ Tát. Lại nữa này Văn Thù Sư Lợi, ta sẽ bị ông nói thí dụ để làm sáng tỏ là ý nghĩa này. Này Văn Thù Sư Lợi, như có người đói khát gầy yếu, người ấy thà chịu đói khát chứ không bao giờ ăn thức ăn có độc. Vì sao? Vì ăn thì rất nguy hiểm. Cũng vậy này Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát thà bỏng sẻn, gành ghét phá giới, chịu tiếng xấu, lười biếng, không chánh niệm, không có trí tuệ chứ không bao giờ mong cầu quả vị thanh văn Bích Chư Phật. Vì sao? Vì quả vị ấy rất đáng sợ. Thiên tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Bồ Tát không sợ phiền não sao? Thế Phật bảo thiên tử: nên sợ phiền não, sợ quả vị thanh văn. Bích Chư Phật càng hơn thế nữa: là nữa này thiên tử, nay ta hỏi ông, tùy theo ý ông mà trả lời. Này thiên tử, thấy ông thì sao? Người thích sống sẽ sợ điều gì? Bị chặt đầu hay là chặt tay chân? Thiên tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sợ chặt đầu thì sao? Bị chặt tay chân còn có thể tu phước nghiệp để sinh về còn tốt đẹp, còn người bị chặt đầu thì không còn mạng sống, không thể tu phước. Đức Phật bảo thiên tử: Bồ Tát cũng vậy, thà phạm giới cấm chứ không bỏ tâm nhất thiết trí, thà có phiền não chứ không bao giờ lên quả vị quyết định của thanh văn. Thế tử bạch Phật: Hãy hiểu thay Bạch Thế Tôn, điều mà Bồ Tát làm thế gian khó tin. Vì sao? Già tinh văn trị giới tinh tấn chính là Bồ Tát phá giới lười biếng. Đức Phật bảo thiên tử: Như là ông nói, tức như thức ăn của người nghèo là loại độc của chữ Long Vương, cũng vậy này thiên tử, tâm văn trị giới tinh tấn tức là Bồ Tát phá giới lười biếng lười. Này thiên tử, thế như có người bình thường là việc sinh sống, người ấy còn không có thể tự giúp cho bà con mình để được vui sướng, huống là giúp người khác. Này thiên tử, cũng phải thanh văn tinh tấn vì tự mình đoàn từ kiết sở, nên sự tinh tấn này không thể khiến cho người ở trên phù đề được an lạc, huống là do tất cả. Này thiên tử, như vị đại trưởng thương gia rất nhiều của báu tự ưa cấp phát, xin ăn không nghỉ thì có thể tạo lợi ích cho tất cả chúng sanh. Này thiên tử, cũng vậy Bồ Tát chuyên tâm tinh tấn thành tựu lòng bi mẫn, có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, vì vô lượng chúng sanh mà tạo nhân an lạc, thường ban bố sự an lạc thế gian và suốt thế gian. Bây giờ trường lão đại ca giúp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hạng thanh văn chứng pháp vô vi, hạng Bồ Tát đạt đến hữu vi. Người đạt hữu vi tại sao lại xem thường người đạt vô vi? Đức Phật bảo ca diếp: ta vì ông sẽ nói ví thí dụ để làm sáng tỏ ý nghĩa này. Này ca diếp, thế như trong bốn biển cả chứa đầy váng sữa, có một người chẻ một sợi lông ra làm trăm phần và dùng một phần ấy chấm một giọt váng sữa. Này ca diếp, theo ý ông thì sao? Giọt váng sữa trên một phần sợi lông ấy có thể chê váng sữa đầy trong bốn biển chăng? Ca diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không thể chê. Đức Phật bảo: Này ca diếp, theo ý ông thì sao? Trong hai lượng váng sữa này, bên nào nhiều bên nào có giá trị quý báu? Ca diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chỉ một phần trong trăm ngàn ức phần váng sữa có một biển cả còn nhiều còn hơn, huống là trong bốn biển. Này ca diếp, như giọt váng sữa trên đầu một phần trăm của sợi lông, nên biết trí vô vi của thanh văn cũng vậy. Này ca diếp, như váng sữa trong bốn biển cả, nên biết thiện căn hữu vi trong trăm ngày A Tăng Kỳ Kiếp luôn hồi hướng về với trí trí của Bồ Tát. Cũng như thế này ca diếp, như con kiến theo một hạt gạo so với tất cả lúa có trên quả đất vào mùa thu cái lúa chính. Này ca diếp, thấy ông thì sao? Hai lượng lúa này bên nào nhiều hơn? Ca diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lúa chính và mùa thu vô lượng chúng sanh đều được sử dụng, lúa này nhiều hơn. Này ca diếp, cũng vậy, như hạt lúa mà con kiến tha nên biết hai quả vị giải thoát của thanh văn cũng giống như thế. Này ca diếp, giống như tất cả lúa chính trên khắp quả đất và mùa thu, nên biết Bồ Tát đủ số Ba La Mật bốn nhiếp căn lành thành tựu đầy đủ các pháp này rồi thì có thể làm lễ cho vô lượng chúng sanh. Cũng giống như thế,
Này ca diếp, ví như 100.000 rồi được làm bằng thủy tinh, được chở vào thành ấp, là có một viên ngọc báu lưu ly vô giá đang chở trên thuyền đi trên biển. An ổn đến được cõi Diêm Phù Đề, đến rồi có thể trừ được các nạn bần cùng, thiếu thốn của loài người. Này ca diếp, theo ý ông thì sao? Các loài đàn bằng thủy tinh có thể chê ngọc báu lưu ly vô giá chăng? Ca diếp bạch Phật, và không dám chê. Này ca diếp, như đồ thủy tinh được chở vào thành ấp nên biết, Thanh Văn Vô Vi cũng giống như vậy. Như viên ngọc báu lớn lưu ly vô giá nên biết Bồ Tát tiếp nối hạt giống Tam Bảo. Khi không đoạn tiếp tuyệt, phát sinh tâm báu như thế trí. Cũng giống như thế, mấy vị trưởng lão đã có giúp bạch Phật, thí dụ theo Bạch Thế Tôn. Như lại khéo nói về sự quý báu của tâm như thế trí, Bồ Tát thì hô tất cả thanh văn, Phật Bích Chi. Lúc này các Bồ Tát đến từ cõi nước của Đức Như Lai bảo tướng nghe nói pháp này rồi, đều cho là hy hữu bạch Phật. Bạch Thế Tôn, những điều đã nói này đều là ý luận có đủ các loại ô uế thanh tịnh và các luận thuyết khác nhau. Ở cõi nước của Đức Như Lai bảo tướng chỉ nói pháp Bồ Tát không tối chuyển, không có phiền não trói buộc, hy hữu có sánh bằng. Thích Ca Như Lai ứng chứng biến tri mới có thể chịu đựng phiền não như thế. Ở trong pháp một vị không phân biệt mà nói thường trung hạ, hiển bày sự sai khác của ba thừa. Khi các Bồ Tát dùng các loại hoa trời cúng dường Như Lai rồi, nói với Pháp Vương Tử Văn Thù Sa Lợi: Thưa Thánh Giả Văn Thù Sa Lợi, chúng tôi muốn trở về thế giới bảo trú. Văn Thù Sa Lợi nói: Này các thiện nam, nên biết đã đến lúc. Các Bồ Tát nói: Thưa Nhân Giả, ngài không cùng đi chăng? Văn Thù Sa Lợi nói: Này thiện nam, cõi nước là bình đẳng, chỗ mà Phật Pháp và chúng sanh bình đẳng, tôi rất muốn đến và sẽ đến chỗ ấy. Các Bồ Tát hỏi: Thưa Thánh Giả Văn Thù Sa Lợi, dùng phương tiện gì? Văn Thù Sa Lợi đáp: Tất cả các cõi nước bình đẳng vô tận nên cho Phật bình đẳng giác và chẳng thể nghĩ bàn. Tất cả các pháp đều không, tự tánh chúng sanh là vô ngã. Này các thiện nam, tôi quán tánh bình đẳng như vậy. Người nói thế này: Tất cả các cõi nước bình đẳng, tất cả các Phật pháp chúng sanh bình đẳng nên tôi đến chỗ ấy. Lúc đó Văn Thù Sa Lợi liền nhập định biến thế giới này thành như thế giới của bảo trú. Tất cả đại chúng đều được thấy không tăng không giảm, cũng thấy Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni sắc mạo hình thể đều giống như Như Lai bảo tướng. Các chúng thanh văn đều giống như hình sắc tướng mạo của các Bồ Tát ở cõi ấy. Khi hai các Bồ Tát kia thấy tướng như thế rồi đều cho là đã đến thế giới bảo trú, đều tưởng Phật Thích Ca Mâu Ni tức là Như Lai bảo tướng, nên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ai đưa chúng con về trở về thế giới này? Đức Phật bảo các Bồ Tát: Này các thiện nam tử, khi các ngươi đi, ai dẫn các ngươi đi? Các Bồ Tát đáp: Pháp Vương Tử Văn Thù Sa Lợi. Đức Phật bảo các Bồ Tát: Cũng do vị ấy dẫn về. Thế này Văn Thù Sa Lợi. Khi Văn Thù Sa Lợi xuất định, bảo các Bồ Tát: Này các thiện nam, hãy nhập vào tam muội. Các Bồ Tát đều nhập tam muội. Khi đắc tam muội, người thế này: hê hộ thay chúng tôi hiện nay do còn ở đây mà tưởng là đã đến thế giới bảo trú. Khi ấy các Bồ Tát lấy thấy lạ lùng chưa từng có, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, rất kỳ lạ, Pháp Vương Tử Văn Thù Sa Lợi mới có thể có định lực thần thông không thể nghĩ rằng ấy. Bạch Thế Tôn, vì làm cho các chúng sanh đạt được năng lực thần thông như Văn Thù Sa Lợi. Đức Phật bảo các Bồ Tát: Này các thiện nam, giống như các đồ đựng quý báu bằng vàng bạc pha lê kim cang chiên đàn vân vân và đồ đựng bằng đất vân vân, các đồ đựng ấy đều chứa một khoảng không. Khoảng không ở khắp tất cả các đồ đựng nên khoảng không bình đẳng. Vì vậy là các thiện nam, các thiện chân như thực tế và không, cái pháp này chỉ là một không sai khác thuộc về đệ nhất nghĩa không. Nhưng chúng sanh vì tạo tác các hành nên chịu trong thọ sanh các loài gần hàng ngàn loài, ta phân hóa thành phần ấy ngàn hình sắc. Đã thọ hình sắc địa ngục, chúng sanh ngạ quỷ, trời người, hình sắc thanh văn, Phật Bích Chi, Bồ Tát Phật. Các loại hình sắc này tuy đều có thể thấy, nhưng sắc là bình đẳng như cái không của sắc, chỉ một không sai khác, không có riêng biệt. Này các thiện nam, vì ý nghĩa ấy mình biết như thế. Pháp Vương Tử Văn Thù Sa Lợi nói: Tất cả các cõi nước bình đẳng không sai khác nên tất cả chư Phật bình đẳng, tất cả các pháp bình đẳng nên tất cả chúng sanh bình đẳng không sai khác. Khi các Bồ Tát lãnh thọ giáo pháp chân chánh của Thế Tôn, sanh tâm nhàm chán xa lìa, được duyên mừng là lại chân Phật nhiễu quanh bên phải ba vòng từ về Thế Tôn rồi.
liền biến khỏi thế giới ta bà trở về thế giới bảo trú. Bây giờ Thế Tôn bảo quý vị A Nan, này A Nan kinh điển thuộc tháng này, thầy nên thọ trì đọc tụng và phổ biến rộng rãi. Vì sao? Và có thể giảng nói kinh điển này cho mọi người, hoặc có thể nghe nhận thọ trì được và được vô lượng phước đức. A Nan bạch Phật: Dạ thưa Thế Tôn, con sẽ thọ trì, nên gọi tên kinh này là gì và phụng trì như thế nào? Đức Phật bảo con vị A Nan: Kinh này tên nên gọi là Tịch Điều Âm Sa Vấn. Như thế mà thọ trì là các tên là Như Lai Sở Thiết Thanh Tịnh Điều Phục nên thọ trì. Đức Phật nói kinh này xong, thiên tử Tịch Điều Âm, các vương tử Ma Thù Sa Lợi, trưởng lão Đại Ca Diếp, Tôn giả A Nan và đại chúng trong hội ấy, Trời Đồng Dạ Xoa Ca Thác Bà A Tu La, Hồ Thế, vân vân, nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.